Quý vị và các bạn thân mến, nếu là tín đồ phim võ hiệp thì chắc hẳn không ai không biết đến nhà văn Kim Dung thông qua các tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp, vân vân. Thế nhưng có lẽ nhiều người chỉ biết Kim Dung là nhà văn và có những tác phẩm kinh điển như thế. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tiểu sử, cuộc đời, thành tựu cũng như giá trị ảnh hưởng của ông đến nền văn hóa Trung Quốc và văn hóa nhân loại nói chung, thì xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đầu tiên xin phép được làm rõ một vấn đề là có rất nhiều độc giả, khán giả Việt Nam chúng ta đã hiểu nhầm về nhà văn Kim Dung. Có lẽ hiện tại nhiều người vẫn nghĩ nhà văn Kim Dung là nữ bởi tên gọi Kim Dung theo văn hóa Việt Nam thường được đặt cho nữ. Nhưng ở đây nhà văn Kim Dung là nam và tên gọi Kim Dung là bút danh, không phải tên thật. Ông là một trong những nhà văn xuất sắc hàng đầu của nền văn học Trung Quốc. Có tên thật là Tra Lương Dung, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1924 tại Trấn Viên Hoa, huyện Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ông được sinh ra và lớn lên trong một gia tộc khoa bảng danh giá. Ông nội của Kim Dung là Tra Văn Thanh, từng giữ chức tri huyện Đan Dương, tỉnh Giang Tô. Sau này Tra Văn Thanh từ chức, đến đời con là Tra Xu Khanh thì gia đình bắt đầu sa sút. Kim Dung là đứa con thứ hai trong gia đình có 9 anh chị em. Không chỉ thông minh, lanh lợi, nghịch ngợm, ông còn là người yêu thiên nhiên, thích nghe kể những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết, nhất là về những ngọn triều trên sông Tiền Đường. Đặc biệt, từ bé Kim Dung đã rất mê đọc sách. Trong dòng họ của ông có một nhà sách, đầy sách được gọi là Tra Thị Tàng Thư, có những cuốn sách cổ nổi tiếng khắp vùng chiếc Tây. Năm lên 8 tuổi, Kim Dung lần đầu tiếp xúc với tiểu thuyết võ hiệp. Đó là khi ông đọc đến bộ truyện Hoàng Giang Nữ Hiệp của nhà văn Cố Minh Đạo. Khi ấy Kim Dung cảm thấy rất say mê. Cũng từ đó ông thường sưu tầm tiểu thuyết về thể loại này. Năm 1955, ông lấy bút danh Kim Dung nhằm mục đích sáng tác quyển tiểu thuyết võ hiệp đầu tay là Thư Kiếm Ân Cừu Lục. Ông lập tức được nhiều người biết đến và nổi tiếng ngay sau đó. Tiếp theo thành công đó đã tạo đà cho những tác phẩm võ hiệp khác ra đời như Bích Khuyết Kiếm, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tuyết Sơn Phi Hồ, vân vân. Tác phẩm của Kim Dung phổ biến gần như trên toàn cầu và đã được đưa lên màn ảnh, truyền hình, tuồng cổ, game, vân vân. Ngoài ra nhà văn Kim Dung còn viết nhiều về lĩnh vực pháp luật, lịch sử, Phật giáo. Nhà văn Kim Dung là người đồng sáng lập của nhật báo Hồng Kông Minh Báo, ra đời năm 1959 và là tổng biên tập đầu tiên của tờ báo này. Nhà văn Kim Dung đã hoạt động báo chí trên 30 năm. Ông là người thành lập nên các tòa báo như Minh Báo, Minh Báo Nguyệt Sang, Tuần Sang và Tân Minh Nhật Báo. Tên ông được đặt cho tiểu hành tinh 10930 phát hiện năm 1998 là tiểu hành tinh vành đai 9, được tìm ra trùng với ngày sinh âm lịch của ông là ngày 6 tháng 2. Vậy Kim Dung có bao nhiêu tác phẩm và những bộ tiểu thuyết của ông có gì đặc biệt mà được lưu danh trở thành một kho tàng bất hủ? Về số lượng, nhà văn Kim Dung đã viết tổng cộng 15 bộ tiểu thuyết, đa số đều là trường thiên tiểu thuyết. Đây không phải là con số lớn với những tác gia võ hiệp khác như Lương Vũ Sinh, Cổ Long, Ngọ Long Sinh hay Ôn Thùy An. Nhưng nếu so về độ bề thế, chất lượng nghệ thuật hay thông điệp truyền tải thì những tác phẩm của ông lại vượt trội hơn. Những tác phẩm của Kim Dung đã trở thành mẫu mực cho dòng văn học võ hiệp. Nếu nói tới điều đặc biệt trong những cuốn tiểu thuyết của Kim Dung thì đó chính là những tàng thư đồ sộ về văn hóa, lịch sử Trung Hoa cổ điển. Luận về võ hiệp đã đành, nhưng nó còn liệt kê đủ về y lý, âm nhạc, ẩm thực, thư pháp, thơ ca. Chẳng hạn như trong cuốn Hiệp Khách Hành, ông đã mượn bài thơ cùng tên của thi tiên Lý Bạch mà tạo ra 24 pho đồ chảy nên các chiêu thức võ công. Hay như cuộc xâm lược Nam Tống của quân Miên Mông cũng được tái hiện lại qua bao thế hệ trong Xạ Điêu Tam Bộ Khúc. Hay đơn giản là cuộc đàm luận về tử đạo giữa Tố Thiên Thu và Lệnh Hồ Xung, nhưng cũng đã chứa đựng hết cái tinh túy của men rượu đối với con người. Thoạt nhìn Kim Dung giống như là văn nhân cổ điển như thế, nhưng tác phẩm của ông lại nồng đậm men say khiến độc giả phải đắm chìm. Nếu nhìn kỹ, chúng ta lại có những trúc trắc với luân lý người xưa. Có những quan điểm đã đi ngược với lời giáo thông thường.
điển hình như Tiểu Long Nữ tuy đã thất thân nhưng mà vẫn được mô tả như một thiên nhân không vướng bụi trần. Hay đôi khi Kim Dung đã nâng tộc tứ rợ mang di như Triệu Minh lên trên Chu Chỉ Nhược, người được xem là danh môn chính phái. Kể từ khi phong bút, sau khi viết những dòng cuối cùng của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Lộc Đỉnh Ký, nhà văn Kim Dung đã dồn toàn lực vào chỉnh sửa những tác phẩm của mình. Ông đã đưa tất cả chúng trở thành những đỉnh cao của dòng văn học võ hiệp. Đôi khi thiết nghĩ những cách thức ông đưa vào những trang viết của bản thân mình xứng đáng để cho bậc hậu thế sau này nghiên cứu và học tập. Triết lý sống sâu sắc trong truyện Kim Dung. Cái chất làm nên truyện của Kim Dung khiến người xem say sưa không hẳn là những màn võ thuật, mà nó chính là triết lý sống sâu sắc, đặc biệt hơn khi nó tái hiện qua những bộ phim được chuyển thể. Có câu, thế gian không gì nặng bằng chữ tình. Nếu trong các tác phẩm của Kim Dung, chủ đề và chất võ hiệp là xương sống của tác phẩm, thì tình yêu lại làm mềm hóa câu chuyện. Đan cài giữa những trận chiến thư hùng luận võ là những cuộc tình đủ cung bậc cảm xúc, ái tình bi hận xen lẫn vào nhau. Nhà văn Kim Dung hay sử dụng mô típ quen thuộc là tình yêu giữa hai nhân vật nhưng thuộc phe phái đối lập hay các tầng lớp khác nhau, trái với luân lý thường tình. Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh Giáo, thủ lĩnh nghĩa quân người Hán, nên duyên cùng với quần chúa Mông Cổ Triệu Mẫn của Ý Thiên Đồ Long Ký, hay như một lãng tử Lệnh Hầu Xung, đại đệ tử của danh môn chính phái, là đem lòng yêu nhầm Danh Doanh, con gái của giáo chủ Ma Giáo trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Viên Thừa Chí ở một mối tình si với A Cửu, con gái của kẻ thù giết cha mình ở Bích Huyết Kiếm. Có lẽ chữ tình nổi bật nhất và cũng đặc biệt nhất được nhiều người biết đến là tình yêu giữa đệ tử Dương Quá và sư phụ Tiểu Long Nữ. Cả hai đã bất chấp những lời đàm tiếu của giang hồ trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Tiểu Long Nữ dù đã thất thân với người khác nhưng Quá Nhi vẫn một lòng một dạ chấp nhận nàng. Để rồi câu chuyện tình thăng trầm phải chờ 16 năm thì cả hai mới gặp lại nhau tại chốn thiên đường ở dưới hạ giới là Tuyệt Tình Cốc. Tình yêu mà nhà văn Kim Dung mang đến cho độc giả không chỉ có màu hồng mà còn có những cuộc tình đượm buồn chia ly như giữa Vô Kỵ và Tiểu Chiêu, A Châu và Tiêu Phong. Tuy nó không quá bi kịch hóa, đậm nước mắt nhưng để lại nhiều dây dứt trong lòng của độc giả. Luật nhân quả của Phật giáo. Bên cạnh phần nội dung hấp dẫn đi kèm với những tình tiết ly kỳ và cách xây dựng nhân vật độc đáo, các tác phẩm của cố nhà văn Kim Dung còn được đánh giá cao về những triết lý sống và nhân sinh quan sâu sắc. Triết lý được Kim Dung đặc biệt quan tâm chính là luật nhân quả. Đây là một hệ tư tưởng đặc trưng của Phật giáo. Luật nhân quả trong tác phẩm của Kim Dung được thể hiện rõ nét qua nhân vật phản diện nổi tiếng trong Anh Hùng Xạ Điêu, đó chính là Dương Khang. Khi nói về nhân vật này, bi kịch là từ chuẩn xác nhất để miêu tả về số phận của người nam nhân ấy. Và cái bi kịch này xuất phát từ nhiều yếu tố, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, cái kết đau đớn cuối cùng rốt cuộc là do nhân vật tự chuốc lấy. Vì nóng lòng muốn học được võ công của Tây Độc Âu Dương Phong mà đã ra tay giết hại Âu Dương Khắc, con ruột của Âu Dương Phong. Sau khi sự việc của Dương Khang bị Hoàng Dung lật tẩy, người này đã mất mạng bởi chất độc của Âu Dương Phong vẫn còn sót lại trên áo giáp của Hoàng Dung. Mặc dù không phải do chính tay của Tây Độc hạ sát, tuy nhiên do luật nhân quả đã báo ứng, giết một mạng thì phải đền một mạng. Thêm vào đó, cái chết của nhân vật Dương Khang cũng có nhiều tác động từ phía Hoàng Dung. Do chính Dương Khang đã giết sư phụ của Quách Tĩnh, có mạng phải đền mạng, nên Hoàng Dung đã thay mặt thực hiện điều này. Luật nhân quả vẫn còn ứng nghiệm sau khi Dương Khang qua đời. Người con của ông là Dương Quá sau này vô tình được Tây Độc Âu Dương Phong trong lúc thần trí không rõ ràng dạy võ công cho. Đây được xem là một phần trả nợ cho việc Hoàng Nhan Hồng Liệt và Dương Khang đã cứu cha con Âu Dương Phong trên biển. Sự việc Quách Phù, con gái của Quách Tĩnh, chặt đứt một cánh tay của Dương Quá cũng có thể được xem như là trả nợ ân oán xưa kia khi Dương Khang làm nhiều điều có lỗi với Quách Tĩnh. Luật nhân quả một lần nữa lại được tái hiện rõ ràng dưới ngòi bút và khả năng sáng tạo của nhà văn tài hoa Kim Dung.
sức ảnh hưởng của Kim Dung đến nền văn hóa. Tại Hồng Kông, nhà văn Kim Dung đã bắt đầu sự nghiệp viết tiểu thuyết võ hiệp vào năm 1955, nghĩa là cách đây đã hơn 67 năm. Ông giỏi ngoại ngữ, có kiến thức uyên bác ở nhiều lĩnh vực, cho nên các tác phẩm của ông có kết cấu chặt chẽ, vượt trội tất cả các tác gia tiểu thuyết võ hiệp khác. Những tác phẩm của ông tạo ra sức ảnh hưởng lớn lên nền văn hóa của giới trẻ Trung Quốc nói riêng và của châu Á nói chung, thay đổi góc nhìn của giới trẻ. Ngộ nạn, đoạt bảo, phục cừu, đây là cái mô típ quen thuộc đã được triển khai cao rộng hơn hẳn khi vào tay nhà văn Kim Dung. Với nhân vật chính không hề nhận được bất cứ ưu đãi nào về mặt thiên tư như cậu tạp chủng trong Hiệp Khách Hành, nhưng cuối cùng vẫn vươn cao lồng lộng bằng tư tưởng xả thân vì nghĩa của một hiệp khách giúp nước cứu đời. Vì chính nhân quân tử đó được tôn bật lên bằng cả một bối cảnh riêng đặc trưng không lẫn vào đâu được của võ lâm giang hồ kỳ ảo, một Alexander Dumas của phương Đông đã chính thức xuất thế. Vi Tiểu Bảo trong Lộc Định Ký, tác phẩm phong bút của cố nhà văn Kim Dung, đã không còn mang chút hơi hướng tương đồng nào với những vị đại hiệp trước đó nữa. Y, một kẻ thoát xác hoàn toàn khỏi chữ hiệp, kẻ tiểu nhân đắc chí này, bất cố vô sĩ ấy, chính là kết tinh của tất cả sự diễu nhại, thâm thúy, sâu cay, cũng như trăn trở suốt dài tận 15 năm về văn nghiệp của Kim Dung. Rốt cuộc Kim Dung là ai mà cả thế hệ đi trước và đi sau ông đều khó có thể mang tới một thế giới võ hiệp với những nhân vật tưởng trọn vẹn nhưng không trọn vẹn, tưởng hoàn hảo nhưng không thể hoàn hảo. Có một Quách Tĩnh khù khờ, Dương Quá ích kỷ, Kiều Phong bế tắc trong cuộc sống, Trương Vô Kỵ ủy mị, Vi Tiểu Bảo đê tiện, Thạch Phá Thiên mù chữ, vân vân. Tất thảy đó đều phá vỡ thiết lập hình tượng mang tính ước lệ, phải tập toàn thập mỹ quen thuộc trong văn chương. Một cái kết còn bỏ ngỏ cho chàng Hồ Phỉ, trang cuối cùng của Tuyết Sơn Phi Hồ, câu chuyện trăm năm vẫn đầy trống, một nhát đao chém xuống đầu cha của ái nhân bên miệng vực. Liệu thế nào là đúng và thế nào là sai? Ranh giới giữa cả hai như mảnh chỉ. Hành trình trong các tác phẩm của Kim Dung đi từ hiệp qua phi hiệp rồi đến phản hiệp, trên con đường thể hiện những điều đó, các tác phẩm của ông đã có nhiều ảnh hưởng làm thay đổi góc nhìn đến độc giả toàn cõi Á Đông. Nhà văn Kim Dung còn được xem là nguồn năng lượng thúc đẩy nền điện ảnh Trung Quốc phát triển. Tính đến tháng 3 năm 2021, theo thống kê thì đã có hơn 100 tác phẩm phim truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, con số kỷ lục mà bất cứ nhà văn nào trên thế giới cũng phải mơ ước. Những tác phẩm của Kim Dung thậm chí đã được làm đi làm lại rất nhiều lần. Khi chuyển thể các tác phẩm võ hiệp của nhà văn Kim Dung, rất nhiều nhân vật được cho là đã được sống lại bởi các diễn viên. Đây cũng là bệ phóng đưa tên tuổi nhiều diễn viên được nhiều người biết hơn. Nó đã trở thành hình tượng kinh điển trong lòng khán giả, chẳng hạn như Vi Tiểu Bảo do Lương Triều Vĩ thủ vai, hoặc vai diễn Hoàng Dung của Châu Tấn hay ông Mỹ Linh, Dương Quá Cổ Thiên Lạc và cô Lý Nhược Đồng, Kiều Phong được Hồ Quân đảm nhận, Đoàn Dự của Lâm Chí Dĩnh hay Vương Ngữ Yên của Lưu Diệc Phi. Ngoài ra, các tác phẩm của Kim Dung còn là nguồn tài nguyên vô tận về ý tưởng cho nhiều nhà làm phim, biên kịch, đạo diễn khai thác trong tác phẩm của mình. Điển hình như việc đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ đã lấy hình tượng Đông Tạ Hoàng Dược Sư và Tây Độc Âu Dương Phong để tạo nên kiệt tác điện ảnh nổi tiếng Đông Tạ Thay Độc. Nó được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất của nền điện ảnh Hồng Kông. Có thể nói không ngoa, khi nhờ có nhà văn Kim Dung mà điện ảnh Hồng Kông nói riêng và Trung Quốc nói chung đã được sang một trang mới. Nó đã được nhiều người biết đến và tạo nên dòng phim võ hiệp nổi tiếng. Đây là dòng phim đặc trưng của nền điện ảnh Trung Quốc được bạn bè quốc tế biết đến. Ngày nay khi nhắc tới vũ trụ điện ảnh, nhiều người thường nghĩ tới hai cái tên lớn là DC Universe và MCU. Thế nhưng, từ trước khi các tác phẩm truyện tranh siêu anh hùng được chuyển thể thành phim, thì ở Trung Quốc, bên kia nửa bán cầu với Mỹ, với luồng tư tưởng độc lập, nhà văn Kim Dung đã xây dựng nên một thế giới võ hiệp phong phú và đa dạng của mình, một vũ trụ giang hồ in đậm vào nhiều thế hệ trẻ của các đất nước châu Á. Không có ai trong số chúng ta từ bé đến lớn mà không một lần nghe tới Kim Dung.
Truyện, tiểu thuyết Kim Dung hầu như đều xuất hiện phổ biến ở các nhà sách hay các trang đọc truyện chữ online. Nhà văn Kim Dung xứng đáng được vinh danh là một đại sứ văn hóa của Trung Quốc. Nhiều yếu tố võ thuật trong các tác phẩm của cố nhà văn phần nhiều đều được xây dựng từ nền tảng văn hóa có thật của đất nước Trung Hoa, như Thiếu Lâm Tự, trung tâm Phật giáo lớn nhất của Trung Quốc, được ông xây dựng thành Thái Sơn Bắt Đẩu của Võ Lâm Trung Nguyên. Khi Kim Dung viết về phái Võ Đan, vậy là môn phái dưỡng sinh này đã được chúng ta tìm hiểu tới tận gốc gác về Nhất Đại Tông Sư Trương Tam Phong và vùng núi Thập Yển đang gian khổ. Dưới ngòi bút của Kim Dung, từng địa danh của Trung Quốc, từng thời thăng trầm của lịch sử đều trở thành những chuyến phiêu lưu bất tận. Và chắc chắn trong những chuyến đi này đều chứa đựng sự lãng mạn và tinh thần tươi mới. Nhưng không có bữa tiệc nào không tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc tan, ly rượu đầy rồi cũng sẽ cạn, giọt nước mắt chia ly rồi sẽ phải rơi. Trải qua một thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, nhà văn tài năng Kim Dung đã qua đời ở tuổi 94 vào ngày 30 tháng 10 năm 2018 tại Bệnh viện Hồng Kông, khiến cả thế giới tiếc thương cho số phận của con người tài hoa ấy. Kim Dung chết rồi khiến cho kiếm hiệp giang hồ mất đi một vị minh chủ võ lâm, vì minh chủ ấy đã sống hết mình trong cái thế giới kiếm hiệp lãng mạn và tiêu sái đã được xây dựng nên bởi cậu bé Tra Lương Dung mê sóng triều trên sông Tiền Đường năm nào. Giờ đây nhà văn Kim Dung đã thanh thản ra đi, nhưng những gì mà ông để lại cho người đời là vô cùng to lớn và giá trị. Các tác phẩm kiếm hiệp tinh túy của ông sẽ còn được lưu truyền mãi cho đến muôn đời sau. Xin thay mặt cho toàn thể độc giả, khán giả, fan hâm mộ võ hiệp của Việt Nam, cảm ơn ông nhà văn Kim Dung, người đàn ông nhỏ bé nhưng tạo ra những thứ đẹp đẽ, vĩ đại.